Thưa quý vị và các bạn, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, trong những năm gần đây, xã Nhân Khánh, thị xã An Nhơn đã và đang tiếp tục phấn đấu để trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Nhiều chỉ tiêu được xem là khó thực hiện trong bộ tiêu chí mới vì cần phải có thời gian tuyên truyền, vận động thực hiện đồng bộ. Thế nhưng công tác này đã sớm đạt kết quả nhờ sự chủ động tham gia tích cực của các thành viên ban công tác mặt trận khu dân cư. Sau đây là ghi nhận tại thôn Quang Quang, xã Nhân Khánh. Xã Nhân Khánh nằm về phía tây của thị xã An Nhơn, cách trung tâm thị xã khoảng 5 km, có diện tích gần 9 km2, với trên 9.000 dân đang sinh sống tại 4 thôn An Hòa, Khánh Hòa, Hiếu An và Quang Quang. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chính quyền, đoàn thể và nhân dân xã đã nỗ lực đồng lòng thực hiện đạt các tiêu chí đề ra và xã đã được tỉnh công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2016. Không chỉ dừng lại ở đó, trong những năm qua, xã Nhân Khánh đã và đang tiếp tục thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành bộ tiêu chí này trong năm nay. Trong đó, tiêu chí số 17 về môi trường của xã nông thôn mới nâng cao có nhiều chỉ tiêu khó như tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom xử lý nước thải sinh hoạt, phân loại chất thải rắn tại nguồn, thu gom xử lý chất thải nhựa, v.v. đòi hỏi sự nỗ lực đầu tư đồng bộ của chính quyền và nhân dân xã, cũng như ý thức tự giác thực hiện của mỗi gia đình, mỗi người dân. Chính vì thế, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội đoàn thể thành viên đã và đang được phát huy nhằm tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân toàn xã quyết tâm thực hiện. Phải nói rằng là cái công tác tham gia bảo vệ môi trường là một trong những cái công tác khó khăn. Qua đó thì với cái tinh thần trách nhiệm, Mặt trận xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trưởng ban công tác của mặt trận các thôn tổ chức thực hiện tuyên truyền đẩy mạnh cho nhân dân nắm bắt được cái mục tiêu chỉ tiêu đề ra về cái xây dựng nông thôn mới và đặc biệt nhất là cái công tác bảo vệ môi trường. Qua đó thì từ đầu năm đến nay thì nhìn chung cơ bản trên địa bàn xã thì đã thực hiện và hoàn thành được một số cái nội dung trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là cái công tác bảo vệ môi trường. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của ban công tác mặt trận thôn Quang Quang, xã Nhân Khánh, thị xã An Nhơn. Các thành viên của ban là các chi hội trưởng đoàn thể như phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi. Báo cáo về tình hình vận động hội viên nhân dân tại các xóm trong thôn, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa, trồng cây xanh cảnh quan, tham gia dịch vụ thu gom rác thải, phân loại rác thải tại nguồn. Nhìn chung, đại bộ phận các hộ dân của thôn đều hưởng ứng và thực hiện tốt. Trưởng ban công tác mặt trận thôn cũng triển khai việc cấp phát bộ dụng cụ phân loại rác thải hữu cơ và vô cơ cho các hộ gia đình, đồng thời nhắc nhở các thành viên trong ban công tác mặt trận làm gương trong việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường, vận động thêm người thân trong dòng họ thực hiện. Trước đây là xã cũng đã có cái chủ trương xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng đã vận động các tổ chức thành viên tham gia rất là tích cực. Tất nhiên là các phong trào của địa phương đều là có những cái tham gia tốt về vệ sinh môi trường, về là trồng cây xanh, trồng hoa, làm vệ sinh sạch nhà, sạch đường, sạch đến ngoài đồng luôn. Có các cái chương trình như là thu gom rác thải này, phân loại rác thải, cái nào là làm cái hữu cơ được mình chế biến làm phân, cái nào mà mình là không có chế biến được là đưa ra những cái là nhôm nhựa rồi là để mình tái chế. Nói chung là bà con rất là hưởng ứng mà thực hiện rất là tốt. Hiện nay theo chủ trương là tiếp tục để mà nâng cao các cái tiêu chí để mà nông thôn là mới nâng cao đó, thì chúng tôi còn tiếp tục vận động các cái tổ chức thành viên là tham gia tích cực bảo vệ vừa là giữ gìn và nâng cao hơn nữa các cái công việc mình đã làm. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện những phần việc mới trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các thành viên ban công tác mặt trận thôn thường xuyên đến khảo sát, nắm tình hình thực hiện tại các xóm. Qua thăm hỏi, các vấn đề vướng mắc, bất cập hoặc thắc mắc của nhân dân được ghi nhận để báo cáo lên trên hoặc giải đáp rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện. Tại xóm 4 thôn Quang Quang, nhiều phụ nữ như bà Nguyễn Thị Thủy đã hiểu được lợi ích của việc phân loại rác thải tại nguồn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. Chân chân mới nâng cao lên, đồ mới lên. Và kiểu như rác thì rác đồ nhựa thì đỡ một bên ra, một bì ra, nằm ở đó mình cột lại riêng. Còn rác mà máy đồ tư, đồ đạc mình đỡ riêng ra, đỡ mình phí riêng ra cho nó sạch sẽ gia đình đồ, chứ xong
công thôn mới cho nó sạch sẽ, đường cái đồ cho sạch sẽ cho gọn gàng. Một điều đáng mừng nữa trong công tác vệ sinh môi trường tại thôn Quang Quang đó là việc tận dụng tái chế rác thải nhựa trở thành vật hữu dụng thay vì thải bỏ ra môi trường. Tại cơ sở đang may giá nhựa này, bà Đỗ Thị Hòa, chủ cơ sở, cũng là chi hội trưởng phụ nữ của thôn, đã nảy sinh ý tưởng tận dụng các sợi nhựa bỏ đi lâu nay để đan thành giỏ sách đi chợ, giảm bớt việc sử dụng túi ni lông của chị em. Sản phẩm làm ra nhanh chóng được chị em hưởng ứng sử dụng. Để tăng thêm tính thẩm mỹ cho giỏ, bà Hòa đã đặt mua các sợi nhựa màu để làm ra những chiếc giỏ đẹp hơn. Nhờ đó nhiều chị em phụ nữ trong xã biết đến và đặt mua. Bà Hòa vừa có thêm thu nhập kinh tế, vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường. Trong mấy quá trình làm giỏ sách này là chị em thấy thứ nhất là tiện lợi cho chị em đi chợ. Thứ hai nữa là trong mấy công tác môi trường là chị em giữ vệ sinh cho cả môi trường được lên cái nâng cao mới, là coi năm thôn mới. Đó là cái tiêu chí mà coi như chị em tôi quyết tâm làm cho được cái giỏ sách này, đỡ mà coi như là đi chợ giảm bớt cái hạn chế cái ô nhiễm môi trường, vừa làm xanh sạch đẹp, giữ đưa cái nông thôn mình lên là coi như là đạt cái nông thôn mới. Có thể nói với sự tham gia tích cực đầy trách nhiệm của các thành viên ban công tác mặt trận thôn Quang Quang trong công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay các mặt đời sống kinh tế xã hội của thôn đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, trong đó môi trường sống và cảnh quan thiên nhiên ngày càng xanh sạch đẹp, trở thành vùng quê đáng sống và cũng là điển hình tiêu biểu của xã Nhân Khánh trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.